Được chú, được không? Trời ơi, cá bự. Đó, trời. Con gì mới đã nè. Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình với lại chú Năm với lại anh Dứa, hôm nay có bơm nước ở trong hầm bắt cá ăn Tết. Hồi nữa cá nhiều hay ít thì mình quay cho mọi người xem ha. Cạn rồi. Đây là chuẩn bị bắt rồi nha mọi người. Lóc chú ơi, lóc lóc chú, lóc. Đó. Ủa này. Ủa, cá cỡ. Này phải 10 ký mới gỡ vốn được chứ không thôi ký 2 ký là chắc lỗ luôn quá. Hả chú? Lỗ. Được chú, được không? Trời ơi, cá bự. Đó, trời. Con gì mới đã nè. Con gì quá. Có chú đó, cá cả chú. Ui thấy. Rồi con nó bơi qua đây, có con bự. Chết chú hán không đấy. Có cá bự á. Ở này mình cũng kích điện ở trong cái mương nhà nha mọi người. Xinh quá. Xinh quá không ngò nổi. Cái kích điện này rồi cá nó đã không? Lượm lượm chú ơi, lượm lượm. Sầm đất đang thù lùi. Nói như cá chốt thì thôi khỏi nói luôn, quá sức cá chốt. Đây con cá gì anh Dứa, cá gì anh? Ê, lấy cái đầu đây rồi. Qua cái con cá bự này nó dãi quá văng xịt tùm lum. Cái rùa biển ha. Cái rùa biển con nào nãy nó bự rồi. À, con cá nóc. Chú, vớt con này luôn chú. Rồi để vô đó đi cho chú. Đó cho sạch. Đó. Mấy con mà chú sâu mình chích nó trồi lên thôi anh Dứa. Đó, đầu đẹp trai ạ. À. Con này đẹp trai. Ăn con này đó. Hơn con tính luôn cá cẩn là hơn rồi đó. Đó. À, giống cá thác lát anh Dứa. Cá đó cá tràng hả chú? Tràng. Cá đó bự rồi.
cái rung bỉ. Đậy lên chú, đậy đậy. Vừa chốt một hà mà nó không có gì chứ. Chú rô hả? Tàu cái rô mập lụ luôn. Cái rô này biết nấu luôn nè. Trời ơi, con này còn dữ nữa. Ừ, cái con này nó bự ơi là bự luôn. Châu biển mập mập không ha. Rồi cái chốt hết biết luôn này, không có chốt luôn. Tôi có thì hôm rồi cá chốt nhiều nay tới đó, đó. Ô, cá bự 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 bự. Ủa. Thác lát hả chú? Thác lát hả? Tính ra cá phi này mạnh dữ ha. Chú. Ui ui, mạnh ghê. Lớm lớm. Ủa vậy mà nó không xỉu luôn hả? Ôi ui. Lại cá lóc. Mấy cá này nó xỉu thôi chứ hồi nó tỉnh vậy hết phải không chứ? Nhìn mê. Đúng hả? Đó. Phi. Rồi, cá rô biển. Ý, con cá nó chui đâu vô quần con luôn. Cá gì chui. Trời ơi, cái con này nó chân nó què mà nó cũng đi theo nữa. Gì? Cái đâu biết nói hả? Trời ơi. Không tin được con này chắc cầu. Ôi dám ba con ký hả chú? Ba con ký á. Để chú xèo bàn tay ra. Quá sức. Tay rồi. Ôi này nó làm như con cá nuôi vậy đó. Hết sức nói. Quá trời. Cô Năm đi theo giám sát hả? Quá wow, nói gì cá lý tí. Thôi nó động ổ rồi, nó xuống rồi, be trong này lại lấy cái đầu chặn ra má ơi. Còn khúc lưới được không? Vô lấy khúc lưới hả? Đi lưới chặn ngay, lưới chặn ngay. Ngay chỗ à, cây là tay của ông tính á. Lấy cầu quần lưới. Cái mang tới không? Quá trình vậy. Ừ, cái này mà rổ bự rồi đã luôn ha. Cái đồ vợt bự á. Quá trời ơi. Giờ nó dậu vậy. Ừ. Quá nó dậu xuống. Ôi cái này mà có cái lưới bồ bông á cô. Lưới bồ bông kéo một cái đã lắm. Trời ơi con cá rồi không rỡ. Ôi sao chỗ này đâu nó dậu vậy, nó hết đường đi về. Rồi đổ rồi vậy rồi. Thấy rổ phút. Thấy rổ vết á. Ý.
Ừ, vớ một cái. Ê, 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 tôi vớ cũng đừng chích nhanh vớ. Đàn xuống trên. Ôi ôi. Đẩy cái thao tới, đẩy cái thao tới trước á. Đẩy cái thao tới trước. Thao nào này phải không? Thao bự á. Ừ. Thằng Chi. Chủ chủ. Trời ơi, có một giờ khác hơn hà hà luôn. Hình như thấy cá mè đất hình như ít anh dứa hẩm ra hết hay gì rồi. Giờ còn không nhiều. Giờ còn có sắt không? Máy hết kêu luôn rồi. Rồi máy hết kêu luôn. Lỏng không? Rồi hết kêu luôn rồi. Rồi hiểu luôn, hết bình luôn. Mới luôn. Hết bình sạc lại thôi chứ đền gì. Ôi còn chú vớt luôn chứ. Này cầm rổ gì thôi là vớt, hồi đi nhóc luôn. Rồi có con cá chốt cũng bự bự. Ờ đây có mấy con cá chốt nè, dưới nó không có gì nè. Hà luôn. Con nào nếu mập lù. Ôi này con cá nữa nè. Trời ơi con cá lóc. Trời ơi. Đấy cá bự mình đem lên hả chú? Cá bự đem lên hả? Giờ còn cá nhỏ không hả? Rất to rồi, nhỏ rồi. Ồ, nhúc nhích. Nè phải giống như có mấy bãi cỏ giống như kia ha, cá bự nó trốn vô. Hồi lại mò đã. Chỗ này chích trà sốt luôn hả Quyên? Trời ơi. Wow, trời ơi. Trời ơi. Bởi này có lưới bồ bông mà quất cái là sạch luôn anh dưới ơi. Con cá gì bự hả chú? Phải tấn công. Ủa cá chạch hả? Cá chạch lù luôn. Đó. Cá đó dăm cà phê ạ. Tè. Ôi ôi. Cá chấu mập lù luôn. Đã ghê. Điều này tràn, nếu con nào sống được sống, con nào chết được chết mà. Biết của nó sẽ tràn thấy không? Chứ giờ trên kia bí rồi, giờ nó còn đường nữa đâu có đi. Ôi ôi cá chốt giờ quá trời luôn, dưới nó không có chốt gì. Hà luôn. À, thì biết nó chích nhất rồi. Trời ơi, mở ra. Mở còn thớt nhiều luôn á. Ôi chắc đi vô đi, chắc đổ tùm lum nữa. Quá cả chú. Trời ơi quá trời vậy. Ừ. Ôi ôi. Này có rổ bự hơn vớt mới đã. Trời ơi kìa. Tôi cũng mất rồi. Mê luôn. Mê ly.
cầm ở rổ kia luôn hả? Tưởng đâu để rổ vớt luôn. Đây nó đưa. Qua, bắt một ổ sạch luôn. Một đà. Chui đâu đây? Ý da, chui vô đây. Đó. Lượm ra. Rồi lên luôn. Bên kia còn con kìa. Có thấy bên kia nằm trong lưới kìa. Đó đúng rồi. Mấy con, coi chừng hai con anh dưới ơi. Chốt hả? Chốt hả trời? Rồi rồi rồi, rồi chị cầm giùm em luôn đi để em xách cái thùng này. Mấy con dứa? Tính ra nãy giờ làm im ru luôn hả? Đây nó giác xong, vô tôi lựa cái đắt lát đánh chết luôn. Rồi đây em cầm cho chị. Vô thả liền luôn hả? Lửa luôn hả? Rồi được mớ cá tràng ha. Độn luôn. Rồi ra luôn dưới ơi. Sốc lửa thoát lát ra đi nó chết. Thoát lát bay động đâu à? Chụp vô luôn. Xả nước đại vô đi. Nó không có nhảy đâu vậy. Lát rồi đó. Nhưng mà cái thoát lát này giữ sống quá, nó cứ tên nó cũng. Cái gì nữa thôi đây. Mình chơi cái dĩa lửa chứ bóc bóc cây. Bóc gì đây bóc? À, bóc điện chích nữa. Con bị chích cái gì vậy? Trời ơi, nãy giờ chích con ba con rồi. Con chích con dính luôn á, chơi nhiều chứ. Ở trong đó hình như nằm dưới con, chứ có cá lóc nằm dưới. Gì gần bằng bàn tay luôn. Để thả lại. Thả lại đó, không có ra đâu sợ. Để đi rồi. Bấm vô luôn đó, anh xả nó vô cái mầm đại đi. Ôi được rồi chị. Có gì đâu. Cái này đang khá. Con ngỗng nè, bự cả bàn tay luôn, cái rô nè. Cá rô này nhìn tưởng đâu cá nuôi anh dứa. Nó mập lù luôn á. Cá nuôi đó. Cái oxy mình chạy bình hay chạy điện mà? Chạy bình. Kìa. Đây là chạy. Gì chạy cho mấy con cá thoát lát hả? Chứ giờ anh thả trực tiếp luôn sợ nó không sống hơn chứ. Chạy cho nó tỉnh rồi. Nó để vậy đó cũng tỉnh hả? Cũng nhỏ anh Trường này bắt cá đi chơi. Ừ, má thằng vô tới. Ôi trẻ mà. Giống mày đó. Ừ. Tùng. Ừ. Đó, ôi đã rồi, thoát lát không. Mấy cá thác lát mini nè để cổng chám con cá trê quất luôn. Cá thao ấy là đâu đó kìa. Cá trê dưới đầu thả dưới mương cá trê con. Thả thả chứ đâu ăn. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to